Thưa quý vị và các bạn, với các khán giả đang sinh sống tại thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc đều đang cảm nhận được sự có vấn đề của không khí Hà Nội trong những ngày vừa qua. Và theo thông tin chúng tôi được biết thì chất lượng không khí ở miền Bắc đang ở trong giai đoạn ô nhiễm nhất trong năm. Và ngày 15 tháng 1, các ứng dụng quan trắc cho thấy chất lượng không khí tại thủ đô cũng như các vùng lân cận ô nhiễm ở mức nặng, nhiều điểm ở mức đỏ tức là rất có hại cho sức khỏe, một số điểm thì lên mức tím, rất có hại, đa số mọi người đều sẽ bị ảnh hưởng. ứng dụng VNE của Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận trong số 32 điểm quan trắc ở miền Bắc có 5 điểm màu đỏ tập trung tại Bắc Ninh, Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Đặc biệt có 2 điểm quan trắc màu tím ở Bắc Ninh và Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong, khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình chất lượng không khí để biết được mức độ ảnh hưởng và các biện pháp bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.